Theo nhà sản xuất, chế độ bảo hành của Cherry Tiggo 4 Pro sẽ bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn tiêu chuẩn là 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Giai đoạn mở rộng sẽ dành riêng cho phần động cơ của xe, với thời gian bảo hành thêm 5 năm nữa và 850.000 km, tự động kích hoạt sau khi giai đoạn tiêu chuẩn kết thúc. Tuy nhiên, giai đoạn mở rộng này chỉ áp dụng với người mua xe ban đầu, nghĩa là nó sẽ hủy nếu khách hàng bán xe lại cho người khác. Có thể nói qua việc công bố chế độ bảo hành như trên, hãng ô tô Trung Quốc cho thấy sự tự tin tuyệt đối về độ bền của động cơ xe, qua đó góp phần xóa bỏ thành kiến về chất lượng của các sản phẩm ô tô mắc chung. Quay trở lại Cherry Tiggo 4 Pro, đây là mẫu SUV cỡ nhỏ, với kích thước tổng thể chiều dài chiều rộng chiều cao lần lượt là 4.315mm, 1.830mm, 1.670mm, chiều dài cơ sở 2.630mm và khoảng sáng gầm là 185mm. Về ngoại thất, Cherry Tiggo 4 Pro sở hữu kiểu dáng khá trẻ trung và cứng cáp, nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới kim cương, hệ thống đèn pha, đèn hậu LED sắc nét, la răng hợp kim thể thao kích thước tùy chọn 16 hay 17 inch, hệ thống hai ống xả giả mạ chrome trên cản sau. Nội thất trên Cherry Tiggo 4 Pro bao gồm một số trang bị và tính năng tiêu biểu, như màn hình đồng hồ kỹ thuật số TFT 3.5 inch cho phiên bản tiêu chuẩn, hoặc TFT 7 inch cho các phiên bản nâng cao, màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 10.25 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng, đèn pha tự động, gạt mưa cảm biến. Các phiên bản cao cấp còn có thêm cửa sổ trời và hệ thống ra lệnh bằng giọng nói. Đối với sức mạnh vận hành, Cherry Tiggo 4 Pro sở hữu động 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 113 mã lực và mô men xoắn 138 Nm. Trong khi đó, ở phiên bản cao cấp sẽ có động cơ tăng áp 1.5 lít mạnh hơn, khi sản sinh công suất 147 mã lực và mô men xoắn 210 Nm. Các khối động cơ này đi kèm với hộp số tự động vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Các trang bị và tính năng an toàn nổi bật trên Cherry Tiggo 4 Pro gồm hệ thống 2 hoặc 6 túi khí tùy phiên bản, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, phanh khẩn cấp, kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ đèo, hệ thống cảnh báo giới hạn tốc độ. Tại thị trường Nam Phi, Cherry Tiggo 4 Pro sẽ bao gồm 5 phiên bản khác nhau, với giá bán khởi điểm từ 391 triệu đến 522 triệu. Xe cộ XX.